Anh Tạp chí Online xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chủ đề hôm nay là mình nói về vấn đề táo bón của tất cả mọi người, về trẻ con, người lớn và người già. Và cả nếu như bạn nào muốn giảm cái tình trạng táo bón cho cả gia đình thì hãy theo dõi hết video này nhé. Bệnh táo bón là một căn bệnh liên quan đến hoạt động tiêu hóa và tình trạng đại tiện khó khăn, do phân mất nước dẫn đến khô cứng và không thải ra ngoài được. Biểu hiện thường thấy ở những người mắc chứng táo bón là thường xuyên đau bụng này, đau đầu, tần suất đi cầu không nhiều và gặp khó khăn về các cái vấn đề đi ngoài. Và hầu như ở Việt Nam bây giờ cái hiện tượng mắc táo bón là khá cao. Đa phần những người làm việc trong môi trường công sở này phải đối mặt với những cái áp lực về công việc khiến cái tâm lý luôn ở trong tình trạng là căng thẳng. Bên cạnh đó còn chịu ảnh hưởng của yếu tố ít vận động và phải ngồi lâu trong văn phòng. Và một đối tượng thứ nữa là trẻ em. Hiện tại trẻ em bây giờ là cái tình trạng táo bón cũng nhiều vì do ăn chiếu chất xơ này, ăn uống không được đảm bảo dinh dưỡng, và có một rất là còn nhiều nguyên nhân nữa dẫn đến trẻ em hiện nay tỷ lệ táo bón cũng rất là khá cao. Và đó là những câu hỏi, những thắc mắc mà các mẹ đã gửi đến cho mình. Hôm nay mình sẽ làm cái video này để giúp các mẹ có cái kiến thức để chúng ta giảm cái tình trạng táo bón. Để giảm cái tình trạng táo bón thì rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới táo bón và có nhiều biện pháp để chúng ta phòng ngừa. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một cái phương pháp rất là dễ và rất là gần gũi và rất là dễ thực hiện ở tại xung quanh của mình. Đó là khi những cái nước ép trái cây, rau củ quả của mình là trong những cái thức uống rất là tuyệt vời bổ sung khẩu phần ăn hàng ngày. Ngoài việc cung cấp dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, bên cạnh đó có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa này, giúp hấp thu tốt các cái chất dinh dưỡng. Chính vì thế nó là đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị táo bón. Và dưới đây là mình sẽ đưa ra 5 loại nước ép có tác dụng trị táo bón rất là hiệu quả. Khi mắc bệnh táo bón thì ngoài việc dùng các cái sản phẩm để hỗ trợ điều trị, người dùng có thể dùng các loại nước ép giàu dưỡng chất, giàu nước và chất xơ có lợi cho tiêu hóa để giúp cho tình trạng táo bón được đẩy lùi nhanh hơn. Thì nước ép đầu tiên đó là nước ép táo. Táo thì chứa khoảng 1,2 gram chất xơ hòa tan và 2,8 chất xơ không hòa tan chủ yếu ở dạng pectin. Có tác dụng làm mềm phân và giảm thiểu thời gian tiêu hóa, giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa và cung cấp các cái vi khuẩn có lợi cho đường ruột, ngăn ngừa táo bón. Và cái công thức để làm cái nước ép này rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một quả táo, một nhánh gừng tươi, 1/2 quả chanh tươi, 50 gram đường cát và một ít đá nhỏ. Nếu như các bạn muốn uống trời mùa hè muốn uống mát thì chúng ta bỏ ít đá. Và chúng ta sử dụng máy xay sinh tố, chúng ta xay và chúng ta khi xay xong chúng ta phải lọc cái phần bã ra nhé, thì chúng ta sẽ được một cái ly nước ép táo rất là ngon. Thứ hai là nước ép dứa. Dứa thì có nhờ chứa hàm lượng axit hữu cơ cao, là nguồn cung cấp mangan dồi dào. Đồng thời nó bổ sung một số dưỡng chất thiết yếu như vitamin C và vitamin B1. Cách làm nước ép dứa cũng rất là đơn giản. Một quả dứa chín, 500 g 500 ml nước lọc, 10 ml mật ong, một ít muối và ít viên đá nhỏ. Các bạn gọt dứa sạch và gọt hết những cái phần mắt của dứa, sau đó chúng ta xay bằng máy sinh tố và lọc lấy nước. Thứ ba, nước ép cam. Thường một quả cam thì thường thường chứa khoảng là 45 mg vitamin C. Đây là nguồn chất xơ hòa tan và không hòa tan nên tốt cho quá trình tiêu hóa, giúp chuyển động các cái nhu động ruột, ngăn ngừa hội chứng kích thích
cải thiện tình trạng táo bón rất là tốt. Và cam thì hầu như người dân Việt Nam mình dùng rất là nhiều, kể cả các vấn đề các bạn không táo bón thì họ sự nhu cầu sử dụng cam rất là nhiều. Và cách làm nước ép cam như sau: 100g đường, một quả cam to và ít đá xay, và chúng ta sử dụng máy sinh tố để xay. Thứ tư là nước ép lê. Một quả lê thì cung cấp từ 25 đến 30 gram chất xơ, nên nó rất là tốt trong quá trình giảm táo bón rất là tốt, vì nó cung cấp nước làm mềm phân có lợi trong quá trình đào thải. Và lê có giúp là có chất chống oxy hóa nữa. Cách làm như sau: một quả lê to, đường, đá, và chúng ta sử dụng máy xay sinh tố để chúng ta làm nước ép lê. Nước ép dưa hấu, thứ năm, nước ép dưa hấu. Dưa hấu thì cung cấp 17% lượng vitamin A và 20% lượng vitamin B. Nó có tác dụng làm sạch đường tiêu hóa, kích thích chuyển động của nhu động ruột, làm mềm phân và giúp đào thải ra dễ dàng và thuận lợi hơn, hạn chế cái tình trạng thiếu bão táo bón rất là hiệu quả. Và trong dưa hấu thì có chứa đến 91,5% là nước. Cách làm nước ép dưa hấu như sau: chúng ta chuẩn bị một quả dưa hấu, 1/2 quả chanh tươi, đá xay. Chúng ta gọt dưa hấu và chúng ta bỏ vào máy sinh tố, bỏ vắt ít chanh tươi. Chanh tươi các bạn nhớ là các bạn phải bỏ hạt ra nhé, không được bỏ hạt vào, nó sẽ đắng. Và chúng ta cho đá vào và xay vào máy sinh tố. Công thức làm các cái món nước ép rất là đơn giản nên là dễ làm. Chúng ta có thể làm hàng ngày để gia đình cùng thưởng thức. Trên đây là mình chia sẻ 5 loại nước ép trái cây, không những cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mà nó còn chống lại cái ngăn ngừa cái tình trạng táo bón rất là hiệu quả, để có một gia đình khỏe mạnh và không đẩy lùi cái hiện tượng táo bón. Nên các bạn nhớ làm nước ép này hàng ngày cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Chúc các bạn là có một cuộc sống khỏe mạnh và chống và không đẩy lùi cái tình trạng táo bón. Nếu như các bạn thấy cái video này ý nghĩa, các bạn nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.